từ nét từ dấu gì với người ta mới nghe thấu đáo, mà ngâm chi ngâm cái đó để cho những người ca sĩ người ta tài ba hơn mình người ta mới ngâm nghe nó hay, còn cô ha chỉ đọc từng đoạn từng chữ vậy thôi. Nếu mà đọc với em, nếu lỡ cơ ta mua tảo bán tằng, thăng chí cực nợ làn khăn chẳng dứt đó. Tự mình mê tỉnh cũng do mình tỉnh. Cô Năm đang học tiếng Anh không đó? Dạ. Mê tỉnh vốn tại tâm, tỉnh mê không tại cảnh, tu tâm chớ tu cảnh. Hủ cơm đó. Ê, thịt kho trứng. Cơm làm gì vậy? Cá đậu hủ nấu cháo, cơm thành cháo. Ê, đậu hủ cơm sáng giờ tan là thịt heo kho. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt ở tại Thanh Bình. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là cô bác quý anh chị thấy một cái căn nhà mục nát. Đây. Và ở trong nhà này thì có một người phụ nữ đang sống ở trong này. Trong ngôi nhà mục nát như thế này và sự đặc như thế nào mà cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Đây. Đây ngôi nhà này cô bác quý anh chị dừng bởi những cái vách tôn cũ nát như thế này. Cô Năm này rất là sống, rất là lập dị. Con chào cô. Ừ. Cô Năm chào cháu mới quen, mới biết lần đầu. Dạ. Cô Năm năm nay nhiêu tuổi rồi? Ừ, cô Năm năm nay tròn 60 chắc dư có lẽ dư mấy tháng rồi. Dạ. Dư mấy tuần thôi chứ mấy tháng. Cô Năm được hỏi tuổi cô Năm ngại quá à. Dạ dạ. Cô Năm được 60 cái sinh nhật tròn. Chắc có lẽ là bước qua được bao nhiêu tuần ta? Ngày 20 à, tháng 7 vừa qua. Không cần là nếu mà hỗ trợ thì cô Năm yêu cầu hỗ trợ cho các tầng lớp đang học lớp 6, lớp 7, lớp 8 đó. Yêu cầu hỗ trợ 3 lớp đó cho cô. Còn bản thân cô thì rất đầy đủ, rất hạnh phúc. Từ thở bé cô đã mồ côi hồi 13 tuổi. Nói rất xúc động. Năm còn tham gia nhiều hơn nữa. Mà bế tắc như thế này, bệnh Covid cô Năm đâu biết bệnh Covid là bệnh gì đâu. Nhưng mà mình phải ăn sạch, uống chín. Ê. À, vệ sinh trong cơ thể mình. Bởi vì Covid nó sau lưng ta. Ê, nó trốn ở trong người ta. Ta phải biết. Cô Năm nói nhiều cũng không được tốt lắm. Bởi vì tuổi này là tuổi còn đang lao động được. Cô Năm làm được một lương một tháng được 3 triệu đó. Mà cô Năm còn vẫn mài được ở nhà. Bây giờ lãnh đồ về nhà làm. Có lệnh là không. Này cô Năm chơi bánh trung thu luôn đó nè. Hồi năm vừa qua vẫn để tới năm nay để chơi với tụi trẻ. Mà cô Năm thích nhất là tiếp xúc với lớp 1, lớp 2 đó. Cô Năm giữ trẻ được mấy tháng vừa qua, hồi năm rồi á. Chuyện qua rồi cô Năm không nói. Bây giờ trực tiếp đi tới mà cô Năm chưa biết cái hướng đi của cô Năm như thế nào. Cô Năm rất là hân hạnh được ngày hôm nay các cháu quay. Như vậy thì nó thực tế quá đi phải không? Thì cô Năm rõ ràng á. Đâu có giấu ở chỗ nào đâu. Thấy không? Dạ, hằng ngày cô Năm làm gì? Mà nó xích ra cách ra 2 mét. Dạ dạ. Bởi vì cách ly. Cái cô Năm đang làm lao động đó, đang dạ. Mang giá đồ đó, được tiền ăn đó. Dạ. Cách ly 2 mét. Dạ. Các cháu cứ làm việc thẳng ngay. Ác có ngày thông thả thì cô Năm rất mong là được cái niềm vui hôm nay chia sẻ cho cộng đồng nha. Rồi cô Năm không tuyệt đối là cô Năm không có bệnh gì hết á, mà có một bệnh gì. Một bệnh thất nghiệp hay trầm cảm buồn ngồi một mình. Ăn thì muốn ăn gọt đủ ăn hồi sáng giờ mà không có thể nào gọt được. Còn phải chạy lên chạy xuống ở ngoài sắm làng á. Có gì để nói nữa không ta? Nhiều việc để nói lắm, làm sao mà nói hết được. Thôi đến đây là ta chỉ còn mong là 3 lớp đó thôi. Lớp 6, lớp 7, lớp 8 tập quấn làm sao mà cho 3 lớp này cho được nên hay. Còn lớp 1, lớp 2 thì khỏi nói rồi. Lớp 1, lớp 2 bây giờ có cái từng lớp mới.
có sách vở mới, kiến thức mới. Bởi vì học máy không mà cô Năm á, hồi xưa hả, cô Năm một coi á hả, cô Năm đang biết đứa trẻ, những đứa trẻ mồ côi như cô rất là thương. Cái bánh là chưa tụi nó đến cho ngày hôm nay mà không biết cô cháu coi có hết hạn chưa không biết nữa. Bây giờ mắt cô thì cũng còn sáng tỏ nhưng mà cái chữ nhỏ quá, cô Năm không biết còn hạn hay không ấy. Cái bánh đang hết hạn ăn bệnh đó, chắc cô xem giùm cô. Ủa, đi còn hạn cô Năm, bởi vì 10 tháng phải không mà. Dạ. Giờ chưa hết 10 tháng thì vẫn còn ăn được, cháu ăn đi. Dạ. Ăn một bánh cầm trên tay là của mình, cứ ăn đi nghe, đừng có sợ leo biết nha, nếu mà đứng quay là ăn chung. Dạ. Ngủ chung đâu có lây bệnh. Nhà này ai cắt cho cô Năm? Nhà này hả? Được 6 người thợ cắt. Bà thợ toàn ở trong thang tập. Anh em, anh rể, em ruột, cháu ruột, cháu họ. Nhìn cô Năm vẫn còn đẹp quá. Mắt đã sụp mi rồi, mắt nó thô ra rồi đó, mà mắt còn tỏ, còn coi giãn được nè. Dạ. Ý sớm giãn thi văn toàn bộ Đức Bình giáo chủ. Tôi còn vẫn còn coi. Dạ được. Tối cô Năm sinh hoạt ngủ bên đây hả vậy? Không, cô Năm ngủ trên lầu. Lầu nào? Trên gác á. Cô Năm nhiều nên ngủ lắm. Nên ăn chút mỡ cô đó. Đâu cho con vô coi được không? Thì quay nãy giờ được rồi. Dạ, dạ. Đó, xem đi. Ồ. Đây là nơi ăn chút. Ừ, thập á, thập nó lủng lắm. Dạ, đây là cái mái tôn của cô Năm ha. Để cho đừng có bỏ nước xuống chén. Để mà dạ. Cách ly. Cách ly sao mà đứng gần cái hàng chi vậy không biết. Ê, ông ngủ cũng được. Bởi vì sống trong quân đội á, có chỗ ngủ không một à. Đứa mùng. Đứa một cái nệm. Vừa mình nằm thôi. Tối mình nằm văn này nè. Cái chỗ văn mông con nè. Qua đó. Rồi qua đây. Đây. Nó bóng góc căng ra. Cô Năm ngủ đây được rồi. Đúng không? Cô Năm á thằng nghèo để trước mặt nó dễ sống hơn. Mà nghèo đây á. Nghèo. Nghèo tình, nghèo nghĩa. Nghèo vì xã hội chứ ta đâu có nghèo. Bởi vì ta thất nghiệp ta mới nghèo thôi, còn nếu mà ta được đi làm hàng tháng là ta cũng giàu hơn như mọi người luôn á. Thấy con Năm sinh hoạt này đó, ở nhà nè cũng mặc đồ thoải mái nè, mặc đồ đẹp luôn. Đẹp không? Đẹp. Mặc đồ núi á. Đồ núi hả? Đồ núi. Đồ núi là đồ sao? Dân tộc. À, đồ dân tộc. Ồ. Thấy giống không? Quá đẹp, cô Năm xoay vòng nó đẹp thôi. Thôi, múa luôn á, cô Năm là dạy lớp 1, lớp 2, múa vũ mà. Múa được luôn hả cô Năm? Múa được. Mà múa với trẻ ở đây thôi, cô Năm chưa qua từng lớp gì hết. Cô Năm nói chuyện hơi không được tự nhiên, bởi vì cái tuổi này là cái tuổi già theo thời gian, đúng không? Sức khỏe vẫn còn. Dạ. Đợi được rồi, đợi rồi. Nữa cho mụ ăn lắm. Dạ. Rồi con cảm ơn. Mình không ăn thì mình nhận cũng phần của mình, có mình có lòng hảo tâm mình đưa cho người khác có sao đâu. Dạ. Như cô đây, cô vừa tháng qua, 3 tháng qua cô Năm nhận quà cũng rất là nhiều ở xã, rồi ở trong làng những cô phụ nữ xã, những cô phụ nữ ấp cũng có đem quà đến đây cho cô. Cô ăn hết cũng có chia sẻ cho bà con ăn. Chúng ta hôm nay chúng ta ăn để mà sống, đúng không? Cô Năm có mong ước gì không? Có đó, mong ước có 3 điều đó. Lớp 6, lớp 7, lớp 8. 3 điều này, 3 lớp này, 3 đứa cháu này, 3 lớp này nè, ráng nâng đỡ lên cái chí. Họ được học vấn 3 đứa này. Nói 3 đứa là 3 lớp đó nha, từng lớp á. Nói về sách giáo khoa cô Năm không rành lắm. Nhưng mà có một điều là mơ ước vậy thôi đó, ngắn gọn nho nhỏ tí xíu siêu, không bằng hạt cát của những người bên kia nữa, đúng không? Người cát nước á mà tham gia gì ước mơ nhiêu đó được rồi. Dạ. Cầm lâu có mỏi tay không chứ. Cô Năm đi tới luôn thoải mái lắm, rất thoải mái. Bởi vì cô Năm còn ước mơ nhiều hơn nữa. Lớp 1, lớp 2
nói hậu ước mơ tùm lum hết trơn, cứ nhiêu đó hoài đó, vì sống vì tuổi trẻ, vì trẻ em, đúng không? Đúng đúng rồi. Dạ. Nói gì mới chịu á. Cô Năm thường đọc giảng đó thôi dạ. Không, 13 tuổi người ta xem ta biết rồi, hôm nay là để mình soạn lại thôi. 13 tuổi là biết rồi. Vậy chứ 13 tuổi học lớp mấy? Phải học lớp 3 không? 10 tuổi cô Năm mới đi học lớp 10. Lớp 1 á là 10 tuổi học lớp 1. Rồi 11 tuổi học lớp 2. 13 tuổi học lớp 3 thì học được có 3 lớp này thôi. Mà vẫn biết ngày hôm nay rất là vui có ngày này. Mừng lắm. Ngày này là ngày gì cô Năm? Ngày này là ngày của, đây là phái đoàn thanh niên không? Hay là kinh doanh? Mà không cần thiết, người gì cũng được. Miễn ước mơ sao mà được lớp 1, lớp 2 ha. Rồi xong rồi lớp 6, lớp 7, lớp 8. Rồi ước mơ nhiều đó. Ước mơ nhiều đó. Cho trẻ em nó tới tiến bộ lên. Chứ cái xã hội nước Việt Nam của chúng ta thì nó rất nhỏ bé, nhưng mà phải có kiến thức, học thức là mới nâng cao lên những cái mà những cái ta muốn nói nhiều lắm mà nói không được. Không được. Những cái gì mà kinh tế, nói bên ngành kinh tế nó mới đi lên được. Cái này là cô Năm đã làm hả? Cái này cô Năm hả, đi làm thuê, đi làm công cho người ta. Yeah. Người ta tặng. Cái này là cái gì biết không? Tu tâm. Yeah. Mê cũng tự mình mê, tỉnh cũng do mình tỉnh. Cô Năm đang học tiếng Anh không đó? Yeah. Mê tỉnh vốn tại tâm, tỉnh mê không tại cảnh. Tu tâm chớ tu cảnh, cảnh phụ tâm là chánh. Tâm được làm chủ rồi, cảnh không cần phải lánh. Đúng không? Rất đúng. Phải. Chỉ có tâm là thánh. Tu phải chủ nơi tâm, hành chớ chấp nơi cảnh. Tâm đâu cũng chân tu, cảnh nào cũng cứu cánh. Tu mình tu chúng sanh, độ thăng độ bá tánh. Từ bi phải rộng sâu, chí nguyện phải dũng mạnh. Ở đâu cũng như đâu, tự do Bồ Tát hạnh. Chích lá thư đâm kinh của ngài Thanh là sao? Cái đó là sao cô nào? Là mình bao nhiêu cũng được rồi, tóm tắt rồi, tóm tắt lại. Ừ, tóm tắt lại là mê sao? Tự mình mê, tỉnh cũng do mình tỉnh. Có nhiều đó mà không biết làm sao, cũng như là đây lại sân khấu đi, sân khấu cái lương thì gạt mọi người vậy. Còn mình nãy giờ mình nói là gì, tuổi trẻ, gì trẻ em. Dạ. Nói hồng cái lung tung mới trơn trọi mà gì bắn thăng, ăn đủ đủ gọt đủ mà không gọt nữa nè. mời tỉnh cũng do mình hả? Đó. Đọc hoài. Lớp 1 biết đọc là đến đây là cô Năm phải bắt đọc rồi, cô Năm phải cho bánh cho quà ăn đủ thứ hết trơn rồi đó. Rồi cái lớp đó đi qua phải không? Rồi tới lớp khác. Ở đây bao nhiêu đứa trẻ nó đi trơn rồi. Bây giờ năm nay bị Covid này nó cản trở cho trẻ nó không lại đây đứa nào hết trơn. Cô Năm nghĩ rằng là cô Năm sống như gì đâu có phải cô độc cô đơn gì đâu. Không? Có ý định vừa sửa nhà lại cho cô có chịu không? Bao nhiêu lần rồi? Không chịu. Nhiều lần lắm rồi. Dạ. Phụ nữ xã luôn. Cách đây là mười mấy năm mà cô Năm không có đồng ý. Cô Năm đồng ý cho nhà nào mà có trẻ em học hành nè, mưa dột ướt dở chết nè. Đó, mơ ước của cô Năm nó giúp trợ cho những cái ngôi nhà ấy. Và có hai đứa con là cũng như hai cái sóng gió lớn nha, ráng cho nó học để mà nước Việt Nam nó mới phát triển lên. Cô ước mơ đủ thứ chuyện hết trơn mà ước mơ thực tế. Mình cứu mình, mình cứu mình đi. Bởi vì những người mù á, người ta cần kính mưa, kính nắng. Còn cô ở đây còn lẩm thóc được nè.
Tôi năm ước mơ phải mà có ở trong xã mình nó có cái gì mà vận động bà con mà cái tuổi của cô đi làm được á, cô Năm tham gia vô đi liền. Cô Năm tham lắm á, tham gia đủ thứ á, Năm thích lắm. Bởi vì sống khỏe, sống vui, sống mạnh mẽ, sống dương lên, đúng không? Thì nói hầu với cơm chín rồi nè. Đấy, chảo nấu đồ hủ, cơm đó. Ê, thịt kho, trứng. Cơm làm gì vậy? Cá, đồ hủ, nấu cháo, cơm thành cháo, đậu hủ. Cờ sáng giờ tan là thịt heo kho, trứng, cá, thịt gì. Bữa nay là xả cản rồi, cái đường này đồ ăn đầy đủ trơn rồi. Sức khỏe có rồi, đi rửa tay cái hả? Ăn hết cái bánh rồi đó. Chưa đủ cái đồ có gác đâu rồi. Đây đồ bỏ gác đây hả? Đó. Đồ ăn đó hỗ trợ đó, đủ thứ này. Cô Năm thích ăn mấy cái món này lắm nè. Dạ. Ồ, củ hành đỏ nữa, củ hành tiểu á, gọi là hành tiểu. Này là mắm kho nè. Đu đu gao đuột là ăn được rồi. Những ngày ăn tương, cô Năm phải ăn tương, bởi vì cô Bích này cô Năm phải phải ăn cá, ăn thịt. Mới ăn có một lần này rồi nghe, mới ăn ngày hôm qua, ngày nay rồi nghe. Chứ hồi ấy giờ cô Năm không có bệnh cô biết ha, cô Năm ăn gao, ăn khô, ăn trứng, ăn đậu hũ là nhiều. Ăn đậu hũ nhiều bởi vì nó mới ra nè, ra trắng nè. Mình hỏi một câu là cô Năm trả lời quá nhiều luôn. Dạ. Bởi vì đứng mỏi tay luôn. Nếu nào mà chịu đựng với cô được thì nói chuyện với cô suốt luôn, cô Năm có chịu nữa. Ê hả? Ừ, nhà cô hả? Bởi vì đâu có ai gầy ra đâu. Nhà cô vậy đó. Tới là thấy chán liền, thấy chạy bỏ chạy tát cái số luôn á, đúng không? Còn hả, tối hả, cô dẹp tùm lum hết trơn sạch sẽ ha. Mặt nhớ lại ngồi đếm tiền cái hả? Ồ, cửa sổ kìa. Ai thiết kế cửa sổ hả cô Năm? Nếu mà con học là được mà cái gì nhà thiết kế á, kỹ sư á thiết kế nhà, cô thiết kế cũng giỏi lắm đó. Tại vì chưa con, hồi con không có học. Hồi nhỏ cô Năm nắng con trâu đẹp lắm. Mới đầu nắng con bò xong cái nắng hai cái sừng nhọn lên cho nó thành hai con trâu. Ý. Đấy. Bởi vì cái này nè, bỏ rơi bỏ rớt nè, gách tới gách lui nè, cô mít. Cô ngâm được không? Giá rồi. Ngâm chi ạ? Người ta đọc từ chuẩn, từ nét, từ dấu vậy người ta mới nghe thấu đáo. Mà ngâm chi, ngâm cái đó để cho những người ca sĩ người ta tài ba hơn mình, người ta mới ngâm nghe nó hay. Còn cô ha, chỉ đọc từng đoạn, từng chữ vậy thôi. Nếu mà đọc với em, nếu lỡ cơ ta mua tảo bán tặng, thăng chí cực nợ làng khăn chẳng dứt đó. Cầu cho cuối sớm cùng làng trẻ già lớn nhỏ phạt đàn yên thăng. Nói từ chữ gì á, mấy cháu mới hiểu. Dạ. Nói vài câu nữa, vài từ chữ nữa con nghe với. Ôi thôi, sức khỏe kém rồi. Quạt lên. Mấy đứa trẻ lại đang phái nó thích cô lắm á. Ồ, cái này cái gì cô Năm? Chị đó, nhìn thì xài đó. Chị. Tự cô thiết kế làm đó. Chẳng ngờ nhìn qua là thấy màu nào chụp mai liền. Bởi vì đồ cô lãnh mai, lãnh sữa, lãnh giá đồ á là lấy liền không à. Mà tiền thì cũng đưa trước không mà cô mới làm nha. Không đưa là cũng có làm đâu. Nè, giá cái lỗ quần nè, được 6.000 nằm đây thì ăn được mấy miếng đậu hũ. Sống qua ngày. Ước mơ sao mà sống được qua ngày được không? Dạ. Nhà của cậu Tám đó đang á. Rồi thôi, con cảm ơn cô Năm ha. Con chào cô Năm. Bye bye. Bye bye. Hello, see you again. Hello, see you again.